Ổn không cháu ơi? Mì thanh long rất ổn. Ấy xà, nay có cái quầy mới thế cô. Đẹp đấy nhở cô nhở. Ôi, cô mới tạo đấy. Ok không cháu? Ừ, cô đang chạy thử khoảng một tuần. Nếu như mà ok thì tuần sau cô khai trương. Nhà cô ở đây chủ yếu là bán đồ ăn hay là đồ uống hả cô? Chả thấy menu menu gì nhỉ? Nhà cô đây là cái gì cũng có. Đồ ăn, đồ uống có hết. Muốn gì cứ nói với cô, 5 phút sau là có ngay. Thế nhà cô có mì thanh long chưa cô? Úi giời, có đấy cháu. Ủng hộ cô 2 bát luôn nhá. Cô cứ làm trước cho cháu 1 bát. Tí ngon cho lại gọi tiếp. Chả hiểu sao cái món mì thanh long này dạo này nó hot thế còn nhở. Ồ đấy, sáng nay thì cô mới nhập mấy chục quả thanh long để cô chuẩn bị cô chiến đấu vụ này rồi đấy. Cô tính sắp tới là cái món mì thanh long này cô sẽ cho nó là món chính của nhà cô luôn. Là món best seller luôn đấy con ạ. Ồ thì con thì hay ăn ở đâu rồi thì tí nữa con ăn xong con cho cô xin cái cảm nhận khách quan nhé. Để cô có gì để cô cải tiến để tuần sau để cô mở bán chính thức con ạ. Cô ơi, sao nhìn nó lạ thế cô? Lạ cái gì? Đi ra bàn kia đi để cô bưng ra cho đây nào. Đấy, mì thanh long đây. Mày méo. Đấy, nhà cô đây là cô đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nên là con cứ yên tâm. Tiêu chí là cứ đặt chất lượng món ăn lên hàng đầu. Hả? Hả? Cô ơi, cháu nhìn mì nó cứ lạ lạ nào ạ. Trên mạng người ta làm mì như này mà cô. Con làm lại cho cháu cái bát giống như này đi. Úi dồi, thế mà không nói từ nãy thì cô làm luôn. Khổ quá. Thôi cứ đứng đấy thì cô làm luôn nhá. Lần đầu tiên mì tôm ra mắt, với trái thanh long mang những tiếng yêu lời thương. Kháng ca ti thanh long ruột đó rất thơm nồng nàn. Mì thanh long ăn vào mê ly, đa té chia tình yêu. Úc Phương cũng đang nấu một tô mì thanh long. Lần đầu tiên mì tôm ra mắt, với trái thanh long mang những tiếng yêu lời thương. Cô cho cháu quay review đi cô. Quay đi. Đây kìa. Quay với chả không. Này, bước ra mà ăn đi cháu ơi. Ừ, thơm thế, mì thanh long nó phải thế này chứ lệ. Cô ơi, nhà cô cái nhà vệ sinh không cô? Không có đâu cháu ơi, chạy ra bờ áo mà đi tạm như kìa. Ôi cô, cho xin cái túi bóng. Cho xin cái túi bóng nhanh lên. Ở đây, 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 đây. Đây, đây, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Ổn không cháu ơi? Ổn loi lia cô ơi.